rộ tin huấn luyện viên Miura sắp dẫn dắt Bình Dương. Huấn luyện viên Miura đã trở lại Việt Nam hồi đầu tháng 7 năm 2022 để giải quyết một số công việc cá nhân. Theo nhiều thông tin đồn đoán, ông sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Sài Gòn, đội đang ở cuối bảng V-League và có nhiều cầu thủ đi Nhật Bản thi đấu. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VN Express, bến đỗ mới của cựu huấn luyện viên trưởng Việt Nam lại là đất thủ, câu lạc bộ Bình Dương. Ông Lê Hồng Cường, tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Bình Dương cho biết, vào sáng 22 tháng 7, chúng tôi đang quá trình đàm phán mời ông Toshiya Miura về dẫn dắt đội bóng. Kế hoạch này mới chỉ diễn ra trong vài ngày vừa qua, nếu mọi việc tiến hành thuận lợi và thành công, ông ấy sẽ là huấn luyện viên trưởng của Bình Dương trong thời gian tới. Với 9 điểm sau 8 trận, ban lãnh đạo đội bóng muốn tìm huấn luyện viên mới để cải thiện thành tích, đồng thời định hướng phát triển cầu thủ trẻ cho đội bóng. Nếu mọi việc thuận lợi, ông Miura sẽ dẫn dắt Bình Dương từ vòng 10 V-League cuối tháng 7 năm 2022.